Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cách cài tiếng Hàn trên máy tính và đao phông chữ tiếng Hàn đẹp. Trước mắt là cách cài tiếng Hàn trên máy tính. Rồi, như bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là máy tính đang để chế độ viết tiếng Anh. Rồi, các bạn ấn vào đây. Rồi, các bạn sẽ ấn vào đây. Hiện tại máy mình cài rồi nên là cái phần tiếng Hàn nó đã hiện ra. Còn nếu mà các bạn chưa cài thì các bạn sẽ ấn vào chữ Other Language. Rồi các bạn kéo xuống đến phần K. Đó là phần Hangul. Nhưng mà mình đã cài rồi nên là nó sẽ mở đi. Còn không thì các bạn sẽ ấn vào đó và bấm chữ S là được. Rồi thế là xong. Rồi mình sẽ thử cho các bạn xem. Tuy là để chế độ tiếng Hàn nhưng mà tiếng Hàn cũng có hai kiểu, đó chính là để tiếng Anh và tiếng Hàn. Nếu mà là chữ A thì đã đang để chế độ tiếng Anh. Đó. Còn bây giờ mình sẽ đổi sang phần K thì là chế độ tiếng Hàn. Nhưng mà các bạn để ý thì đây chính là phông chữ cơ bản của tiếng Hàn. Nếu mà bạn nào muốn cách điệu lên hoặc là khi mà làm đến cả những cái video clip về lai dịch tiếng Hàn thì phải cần những cái phông chữ đẹp hơn ấy, thì mình sẽ cho các bạn xem trước. Đây là những cái phông chữ mình đã đao về sẵn. Tùy theo sở thích của mỗi người nên là sẽ chọn những cái phông chữ phù hợp. Mình thì sếp bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về cho các bạn về cách đao. Các bạn sẽ vào phần trang web shopware.naver.com, đây là trang web nổi tiếng của Hàn. Bạn sẽ kéo lên phần dưới là category, rồi các bạn ấn vào đó thì đến phần cuối cùng thì có phần mua đồ phôn thư, đó chính là download phông miễn phí. Đây có rất nhiều phông để cho các bạn chọn. Mình sẽ chọn một cái phông mình thích. Đây. Phông này. Rồi các bạn ấn vào chữ download miễn phí. Rồi, ấn vào chữ download. Vì đây là lần đầu thì các bạn thêm cái ứng dụng cái này vào trên Chrome. Rồi, nó đã hiện ra trên Chrome và các bạn ấn chữ download lại thì nó sẽ ra một cái phần mềm hỗ trợ download của cái Naver này. Nó rất là nhẹ nên là cài trong vòng 1 phút thôi. Hiện tại thì cái phông mình đang muốn đao ấy thì nó đang nằm ở top 5. Rồi, mình đã cài xong. Và bây giờ mình sẽ thử. Đao ra lại. Rồi, mà chữ download. Sau khi mình download thì nó sẽ chạy vào cái phần mềm hỗ trợ download vừa nãy. Giả sử mình muốn cài download thêm nhiều phông một lúc thì mình sẽ cứ để đây và chọn thêm một một hay nhiều file mới nữa. Đây, phông này khá đẹp. Rồi, ấn vào chữ download miễn phí. Và mình sẽ download. Đó, bạn để ý thì cả hai file đang chờ mình download đấy. Thì đây là cái chỗ mà mình để lưu cái file download về, tải về. Rồi, mình bắt đầu download. Nó rất là nhanh bởi vì cái bản thân của cái phông chữ này thường là nhẹ. 1 MB và 2 MB, 3 MB. Rồi, đã xong. Rồi, bây giờ mình sẽ mở file download ra. Đó, hai cái file mình đã vừa download về. Rồi, mình sẽ tắt cái này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hai cái file vừa download về cho bạn xem. Khi bạn nhìn vào thì đây chính là cái kiểu dạng file của phông chữ tiếng. Khi các bạn vào thì
hiện tại thì là tiếng Anh, nhưng mà các ứng dụng, các hiệu ứng thì khi viết tiếng Hàn thì nó sẽ hiện ra y hệt như thế. Khá đẹp. Và bây giờ mình sẽ cài vào máy để có thể ứng dụng trên Word, Copy, còn Windows mở phần phông chữ phông. Rồi, bây giờ mình chỉ cần việc paste vào nữa là xong. Rồi, paste nốt cái này vào nữa là xong. Ok. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Nó ở đâu nhỉ? Rồi, kia rồi. Type. Đó. Rất là cute. Cái phông chữ tiếng Hàn này thì không thể ứng dụng trực tiếp lên web được, nhưng mà bạn có thể sử dụng trên Word, Hancom và các phần mềm làm sắp làm lai dịch. Bây giờ mình sẽ thử trên Hancom. Đó. Ở bên Hàn thì Hancom được sử dụng là chủ yếu, và thỉnh thoảng thì khi mình đăng tài liệu thì nó thường là đuôi Hancom mở ra ấy. Mình thì không thích Hancom lắm, nhưng mà bắt buộc vẫn phải cài. Mình hiện tại đang có bản Hancom 2010 có crack. Nếu mà bạn nào cần thiết thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ thôi. Cái Hancom này nó có một đặc điểm, đó chính là phông chữ thì nó sẽ để riêng ra, nó sẽ chia nhiều loại ra, không để gộp lại như kiểu bên Hàn, ở bên Word. Bây giờ mình tiếp theo là mình sẽ thử trên cái phần mềm làm sắp của mình. Rồi, bây giờ mình tìm đến phông chữ. Đó. Bây giờ mình thử thay kiểu phông chữ khác. Thử tìm phông chữ khác xem. Rồi, cái rồi. Đó. Rồi. Ok, mình xin dừng tại đây. Chúc các bạn thành công và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.